hướng dẫn bà con cách đấu súng phun xương cao áp vào bình xịt điện. Đầu tiên chúng ta gắn cái đường dây dẫn nước từ bình xịt điện vào đường dẫn nước của súng phun xương cao áp. Máy có khớp nối nhựa ren sẵn, chúng ta chỉ việc đưa vào và siết chặt lại, rất là đơn giản. Con này phải trực tiếp bình qua con này ha. Con này phải xẻ ác quy. Đúng rồi, xẻ ác quy. Con này muốn xài phải có công tắc. Đi bật công tắc này lên cho máy nó chạy. Không bấm công tắc này cho nó đẩy xa hơn.